Hello, xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 2018. Thì ngày hôm nay cô sẽ giới thiệu cho cô chú một số giò địa lan có tên là tia nắng của chú. Thì hiện tại bên con đang bán đồng giá là 220.000 một giò. Và cái địa lan tia nắng này là địa lan xứ nóng, phù hợp cho xứ lạnh và xứ nóng. Trồng ở đâu cũng ra hoa hết nha cô chú. Cây bên con là đang nụ, có giá tiền là 220.000 một giò. Và sau đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Mặt hoa này có hương thơm nha cô chú. Địa lan xứ nóng có tên là tia nắng. Đây là hàng mới đó. Đây là hàng bên con mới về nha cô chú. Tất cả cây đều đang nụ và đồng giá là 220.000 một giò. Cây rất là đẹp cô chú. Cây đều đang nụ, đồng giá là 220.000 một giò. Hoa này có hương thơm nha cô chú. Và xứ nóng và lạnh đều mình cũng đều trồng được hết. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan của con phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Phố Lan Minh xin chào cô chú.